Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết có những cái con chắc, những cái token mà nó đã về trên ví chú wallet của mình mà nó chưa có mã hóa nghe tất cả bạn. Hoặc là để kiểm tra thì các bạn nên làm cái này nha bạn. Chạy trên nền tảng EtherScan nha bạn. Còn chạy trên những nền tảng TDS hay là BNB thì mình sẽ làm cái video sau. Các bạn kiểm tra được thì các bạn click cái phần link mô tả của mình, mở Telegram ra nha bạn. Các bạn bấm nút Start nha bạn. Đây thì có những con bot nó mình làm airdrop, có những con bot nó trả tôi cần về nhưng mà nó không có mã hóa, thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn check kiểm tra giấy nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút start nha các bạn. Chờ nó load một xíu nha các bạn. Rồi sau khi ra một cái giao diện gì các bạn bấm vào mục add wallet nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ với ETH của mình nha bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè các bạn. Giá ETH lên khá là cao nha các bạn. Rồi các bạn trở về nha bạn. Các bạn bắt vào đây nè. Bạn dán vào nha bạn. Rồi các bạn bấm nút skip nha bạn. Chờ nó load chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào mình hình dấu gạch hình vuông các bạn. Rồi các bạn bấm vào red balance nha các bạn. Rồi đây là những token mình đã nhận được nè các bạn. Vậy là LVL 0.5 nè. Đồng BAT 200 nè phan. ABTK 300, AMU 35 BET. Cassi. Thì các bạn cũng như vậy nè các bạn. Copy phải không? 5DT, TOT, UCHA, BET, WIN, SAT. Đây thì những cái token nào mà các bạn kiểm tra trên có trên ví chút wallet của mình thì thôi nghe tất cả các bạn. Nếu có kiểm tra đủ hết trơn thì thôi, còn không có, nếu mà nó không có mới quá thì các bạn cập nhật vào con chắc nó nghe không? Thì các bạn cũng trở về một con bot đi. Khoan đây mình tìm lại một cái này các bạn. Trở về bot nha các bạn. Các bạn nhấp vào mục ETH bot này các bạn. Khoan. Các bạn. Rồi các bạn nhấp vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một chữ rim nè. Rồi đằng sau này các bạn có việc tìm kiếm thì nó sẽ đâu ta. Các bạn ghim là sau khi các bạn mở con bot lên thì nó sẽ thông báo về trang đầu tiên cho tất cả các bạn nha, chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào nha các bạn. Đây thì những con chắc nào các bạn muốn nhấp vào, tìm những con chắc nào thì các bạn nhấp vào các bạn. LTC nè. Các bạn nhấp vào trang ESC thì can nè các bạn. Con này mình chưa cập nhật thì các bạn nhấp vào cập nhật nha các bạn. Các bạn cứ làm tương tự như vậy các bạn. Thay vì con chắc nó không có mở quá trên iGov về mà nó không có mở quá ra nha các bạn, thì các bạn cứ làm như vậy nè. Rồi các bạn chỉ việc lướt xuống đây, các bạn copy con chắc của nó nè các bạn. Copy con chắc chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ trở về với chút wallet của mình. Các bạn nhấp vào. Rồi các bạn áp vào nha các bạn. Các bạn bắt vào đây nè. Thì nó ra LTC nè các bạn. Rồi các bạn di việc mở ra nha các bạn. Rồi. Thì các bạn lướt xuống nè. Thì các bạn sẽ gặp LTC nè các bạn. Cứ tương tự như vậy. Khi nào những con chắc nó có trên chiếc wallet thôi. Còn những con chắc nào mà iDrop nó trả về mà nó không có mã quá trên chiếc wallet, các bạn đâu có biết được đâu nha các bạn. Thì đây thì một cái con bot này là một cái mẹo đơn giản các bạn. Vậy video đến đây kết thúc các bạn. Mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn kiểm tra về cái mạng BNB Smart Chain sau các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.